pháp kỳ diệu, pháp an tâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng tại Thường Chiếu ngày 11 tháng 7 năm Tân Tỵ nhằm ngày 21 tháng 8 năm 2001. Tôi có một bài pháp ngắn để nhắc nhở tự tu cho quý vị. Gần đây, tôi có cảm hứng một đề tài mà tôi đã nói chuyện với Tăng Ni ở Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Về đây, ở Thường Chiếu, tôi sẽ nhắc lại cho quý vị câu chuyện đó. Đề tài tôi cảm hứng là một bài pháp kỳ diệu. Nếu nói cho đủ hơn, là một bài pháp kỳ diệu đã trải qua hơn 1.000 năm mà âm thanh vẫn còn vang dội. Một bài pháp kỳ diệu đó, quý vị chắc cũng đã thường nghe và thường đọc. Nhưng chúng ta nghe đọc chỉ lướt qua thôi, chứ không tìm, không thấy được những điểm kỳ diệu đã nằm ẩn ở trong. Ngày nay, tôi phải cố khai phá cho điểm kỳ diệu đó, hiện cho quý vị thấy. Khi chúng ta thấy, chúng ta mới biết rõ con đường tu của mình. Nếu không thấy sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa bài pháp kỳ diệu này, thì trên đường tu chúng ta vẫn còn những điểm mơ màng không sáng tỏ. Cho nên quý vị hãy đem hết tâm lực để lắng nghe bài pháp kỳ diệu này. Nếu nhắc lại, chắc ai cũng thuộc lòng những cái chỗ thâm sâu của nó ít người thấy. Đây tôi kể lại. Tổ Đạt Ma sau khi nhận ngài Huệ Cả làm học trò, thì một hôm ngài Huệ Cả bạch: Bạch hòa thượng, tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy con pháp an tâm. Khi thưa câu đó, ngài lắng nghe lời chỉ dạy của một bậc thầy đáng kính. Ngài tổ chỉ nói vỏn vẹn có mấy câu chữ: đem tâm ra ta an cho. Số chữ đó là một sức mạnh phi thường, khiến cho ngài Huệ Cả phải quay lại tìm cái tâm bất an của mình. Từ trước đến giờ nó đã làm quấy rối, không cho mình yên. Tìm lại coi nó ra sao, nó ở đâu. Tìm và tìm đáo để, không thấy nó ở đâu hết. Khi tìm không thấy rồi, ngài thành thật thưa: con tìm tâm không được. Khi nói con tìm tâm không được, Tổ Đạt Ma liền xác định rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi. 7 tiếng. Ngay đó, ngài Huệ Cả liền biết lối vào. Như vậy, bài pháp đó cộng lại bao nhiêu chữ? Có 13 chữ. Trước 6, sau 7 là 13 chữ mà biết được đường tu. Còn tôi mười mấy năm bồi giảng khô cổ, in thành bao nhiêu tập sách mà có người cũng chưa biết được đường tu. Như vậy mới thấy cái kỳ diệu của tổ. Kỳ diệu không phải bình thường, mà cái kỳ diệu đó không phải dừng ở ngay nơi ngài Huệ Cả, mà nó cứ truyền liên tục mãi cho tới ngày nay. Chúng ta còn nối gót để tuyên thuyết lời kỳ diệu đó. Có phải hơn 1.000 năm mà âm ba vẫn còn vang dội phải không? Kỳ diệu như thế nào? Chỗ nào là chỗ kỳ diệu? Tất cả chúng ta, trăm người như một, ai cũng nghĩ tới cái suy nghĩ phải quấy, hơn thua, tốt xấu. Tất cả những cái suy nghĩ đó là tâm mình. Nó là tâm mình. Cho nên khi ngồi lại, cái tâm đó mới nhớ cái này, nó nghĩ cái kia. Chuyện quá khứ, chuyện vị lai, chuyện hiện tại, nó cứ ôm tới nhắc lui mãi, không an. Rồi tất cả chúng ta cảm thấy phiền não. Phật dạy tu thì phải định, phải an. Tại sao nó cứ chạy hoài, kèm không nổi? Như vậy làm sao an đây? Đó là một bệnh chung của tất cả tăng ni và Phật tử. Ai ngồi lại tu cũng than thở: tâm loạn động quá, kèm không được. Cho đến những khi xảy ra việc gì vui buồn, chúng ta chưa nằm lại nghĩ, nói để nhắm mắt ngủ, mà nó cứ lãng vãng trong đầu hoài, không cho mình ngủ, phải không?
Như vậy cái tâm đó nó cứ khuấy rối giờ tu hành của mình, mà nó khuấy rối luôn cả giờ nghỉ ngơi của mình nữa. Từ thuở nào, khi lớn lên hiểu biết thì nó đã có sẵn, rồi cứ nối tiếp liên tục, này mình không dẹp nó được, không thắng nó nổi. Nghe Phật dạy ngồi thiền niệm Phật phải tâm an định, thế mà mình không được yên, không được định. Như vậy tu làm sao? Làm sao cho có kết quả trên đường tu? Đó là cái băn khoăn, thắc mắc chung của giới tu sĩ chúng ta. Ngài Huệ Cả lúc đó cũng ôm cái thắc mắc như mình, cho nên gặp tổ, ông có lời gì tha thiết hơn là xin một pháp an tâm. Đó là lời, là lòng tha thiết, mong tổ dạy cho một pháp an tâm. Nhưng tổ có dạy pháp an tâm không? Câu nói đó rất tầm thường. Đem tâm ra, ta ăn cho. Hết sức tầm thường mà mình ngu ngốc thấy nó đùa nữa chứ, phải không? Tâm là cái gì mà biểu đem ra ta ăn cho? Ngài như đùa với mình. Nhưng không phải, mấy chữ đem tâm ra ta ăn cho, câu đó bắt buộc người đủ lòng tin lời của tổ phải quay lại tìm cái tâm bất an đó ở đâu. Nếu mình nhờ an tâm mà tâm đó ở chỗ nào, hình dáng ra sao mình không biết thì làm sao an được. Ngài Huệ Cả vừa nghe câu đó, ngài không dám xem thường, ngài quay lại tìm cái tâm bất an nó ở chỗ nào, nó ra sao. Như vậy đó là một trọng tâm để ngài tu, quay lại tìm cái tâm bất an coi nó ở đâu. Khi mình quay lại, cái gì quay lại? Cái trí tuệ phản quang của mình nó xoay lại tìm cái tâm bất an. Lúc bình thường nó lăn tăn rối loạn, bây giờ coi nó ở đâu, quan sát kỹ coi nó ở nơi nào cũng tìm không ra nó. Như vậy cái quay lại tìm cái tâm bất an đó là một hướng tu, một trọng tâm để mình tu. Bởi vì lâu nay mình cứ ngỡ tâm bất an đó là mình, cho nên không bao giờ quan sát, không bao giờ thấy rõ như thế nào. Bây giờ bị tổ bảo đem ra ta ăn cho, mới thực quan sát lại, tìm thực tướng của nó coi, hình dáng ra sao, cư trú chỗ nào. Khi quay lại tìm thì nó mất hình, mất bóng, không còn hình dáng gì hết. Không còn hình dáng gì thì ngài thực thà thưa, con tìm tâm không được. Ngang đó chúng ta thấy một đặc điểm để mình tu. Mình tu bằng cách nào? Tức là phải quay lại, phải phản chiếu, phải hồi quang phản chiếu cái tâm lăng xăng đó, rồi nó ở đâu, nó ra sao. Đó là một lối phản quang tự kỷ mà chư tổ sau này thường dạy. Khi quay lại tìm nó, mọi hình bóng đó vắng bật. Đã vắng bật thì hình bóng đó như hư dối hay thật? Nếu nó thật thì tìm phải thấy nó ở đâu, trú ngụ chỗ nào. Nhưng khi nhìn lại, tìm lại, nó mất tâm mất dạng thì nó có thật được không? Như vậy rõ ràng chúng nó không thật. Đó là một đặc điểm thứ hai để chúng ta ứng dụng tu. Với trí tuệ nhạy bén của ngài Huệ Cả, chỉ cần bảo đem tâm ra ta an cho, ngài xoay lại tìm không thấy nó, ngài chỉ thưa con tìm tâm không được. Tổ bảo ta an tâm cho ngươi rồi. Ngài tìm tâm không được. Tại sao không được? Vì tìm nó là bóng, nó là ảo ảnh, đâu có thiệt. Nên quay lại tìm nó mất, nó không thiệt. Mà từ thuở nào chúng ta cứ nghĩ là nó thiệt. Cái không thiệt mà nghĩ là thiệt, đó là cái nghĩ sai lầm hay chân thật? Đó là cái nghĩ sai lầm. Sai lầm là cái si mê. Bởi si mê chúng ta lấy cái giả cho là thật. Bây giờ nhìn lại nó mất, biết nó là giả. Mà biết nó là giả thì chúng ta hết si mê chưa? Chúng ta đã mở sáng trí tuệ. Đó còn si mê như trước. Cái lối tu điểm thứ nhất là phải phản quan, tìm lại cho biết từng tận cái tâm hư giả đó là không thực. Thấy nó tiêu tan như cái bóng, không có một nơi trú xứ nào hết. Lâu nay mê lầm, nghĩ là tâm mình, ngày nay nhìn lại mới biết nó là cái hư giả. Nhưng phản chiếu lại nội tâm mình, biết cái tâm chấp mê, phân biệt, hơn thua, phải quấy, từ nhỏ đến giờ là cái bóng hư dối.
Biết rõ như vậy thì chúng ta đã có một đường đi, có một hướng tu. Chỉ từng hai câu nói đó tạo cho chúng ta một hướng đi cụ thể, chỉ thẳng cho chúng ta một cái gốc của sự tu hành. Bởi vì tu Phật là phải giác ngộ được những cái mê lầm của trước. Những cái mê lầm là cái nhân tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta giác ngộ, thấy rõ nó thì chúng ta không lầm nữa, mà không lầm là chúng ta đã sáng, không còn bị vô minh lôi kéo chúng ta đi trong sinh tử. Như vậy, quý vị thấy, chỉ có 13 chữ, 13 lời nói kết thành một bài pháp, chỉ rõ đường lối tu hành. Điểm thứ nhất, chỉ cho mình thấy rõ phải làm sao để tu là phải phản quan lại mình. Điểm thứ hai, biết tường tận thấu suốt rằng cái tâm lăng xăng của mình là bóng dáng hư ảo. Biết rõ như vậy thì chúng ta đã sáng. Như vậy con đường tìm tới giác ngộ xa hay gần? Rất là gần. Nhưng hiện tại tất cả chúng sanh ở trên thế gian này, có người nào dám nhìn thấy rõ cái tâm nghĩ tưởng hơn thua, phải quấy, tốt xấu, đó là cái bóng, là hư ảo không? Ai cũng chấp là tâm mình. Khi chấp là tâm mình nghĩ cái gì cho là hay, cho là đúng, đem trình bày với huynh đệ, huynh đệ liền phản bác đó là sai, là trật, thì mình xử sự làm sao, phản ứng thế nào, có đỏ mặt không? Như vậy thì rõ ràng cái bóng dáng không thực mà mình bám vào đó cho là thực, cho là chân lý, cho nên ai động tới nó mình phản bác, rồi theo đó gây không biết bao nhiêu phiền lụy. Còn bây giờ mình suy nghĩ, nhận thấy dù cái đó mình cho là đúng, nhưng đó chỉ mới là cái suy nghĩ của mình, chưa phải là chân lý. Ai có nói nó trúng, nói nó trật, tùy nó, không giận, không mừng. Bởi vì biết đâu ngày nay mình nghĩ như vậy, cho là trúng. Rồi mình tu, 5 năm, 10 năm sau mình sẽ thấy nó trật. Những điều đó chúng ta phải sáng suốt, biết rõ. Cái gì là cái mầm, là cái nhân tạo nghiệp luân hồi. Chính cái tâm nghĩ tưởng lăng xăng đó, nghĩ tới quyền lợi, đó là tham, nghĩ tới chuyện hương thua, phải quấy, thì cái sân, nghĩ tới chuyện được hưởng thụ, sung sướng, thì đó là si mê. Tất cả những cái đó gốc từ cái tâm lăng xăng đó mà tạo nên. Nó là cái nhân sinh tử luân hồi, chúng ta biết nó là hư giả, không thiệt thì cái vòng luân hồi từ từ tan nát. Chúng ta tu cầu giải thoát, cầu cái gì? Cầu ở đâu? Chính là phải biết cái mầm, cái gốc của nó là cái tâm phân biệt lăng xăng. Từ cái tâm phân biệt lăng xăng, thích cái gì để nói theo, thân làm theo thì thành việc. Còn nếu cái tâm lăng xăng không thích cái gì thì miệng đâu có nói, thân đâu có làm, thì nghiệp đâu có. Như vậy chúng ta chỉ cần quay lại thấy rõ cái tâm sinh diệt là bóng dáng, là ảo tưởng không thực. Thấu suốt được lẽ đó là chúng ta chuẩn bị dừng được nghiệp luân hồi. Khi cái tâm tạo nghiệp dừng rồi thì cái tâm chân thực hiện ra đầy đủ. Tâm chân thực không phải nghĩ suy, không phải phân biệt, nó luôn luôn hiện tiền sáng suốt, có sẵn ở nơi mình. Vì mình chạy theo cái tâm lăng xăng nghĩ tưởng đó, che khuất nó. Khi thể nghiệm nghĩ suy, đó là một vầng mây đen che khuất cái tâm sáng suốt của mình. Niệm nghĩ suy đó, một ngày dấy lên chừng bao nhiêu lần, kể coi chừng bao nhiêu lần, không biết trăm ngàn lần mà kể, 100 ngàn lần dấy lên, nó giúp hết một ngày của mình, một ngày bị che mờ. Bây giờ mình dừng được, phá tan nó được, thì cái mê mờ sẽ hết. Mà mê mờ hết, thì trí tuệ chân thật hiện ra, đó là tánh giác, là Phật tánh của mình. Như vậy, có đi tìm Phật ở đâu? Chỉ cần phá tan đám mê mờ đen tối đó hết đi thì chúng ta sẽ thấy, sẽ hiện được cái chân thật. Nó đơn giản, vô cùng đơn giản. Vậy mà bây giờ chúng ta chạy ngược, chạy xuôi, cầu kiếm xin người này chỉ, còn người kia dạy, đủ thứ hết, mà không quay lại, không tìm cho ra manh mối đầu đó. Nhưng tổ dậy, chỉ rõ cái manh mối đó, rồi thì ngài khỏe cả, thấy được đường vào. Quý vị thấy được đường vào chưa? Thấy chưa? Chưa dám nói thấy. Tổ nói có 13 chữ người ta đã thấy. Nãy giờ tôi nghĩ thêm mấy trăm tiếng nữa mà quý vị cũng chưa dám nói thấy.
có đáng trách không? Rõ ràng chuyện đó như ban ngày, vì mê lầm cho cái nghĩ suy phải quấy, không thua là tâm mình, rồi bám chặt vào đó, theo nó, đòi hỏi mọi người cũng chiều chuộng nó. Đó là một cái sai lầm cho bản thân mình, rồi bắt buộc người khác chạy theo cái sai lầm của mình. Bây giờ, khi nó suy nghĩ, mình biết nó là giả dối, là tạm bợ, không có gì quan trọng, bỏ đi. Nó là giả dối, bỏ đi, thì tự nó tan biến. Như vậy dường như mình không có tu gì hết trơn, chỉ cần thấy biết đúng như thật, đừng bị nó gạt được rồi. Chúng ta tu đó là tu bằng cái gì? Đó là trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ bát nhã. Bởi vậy cho nên người tu thiền phải dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu. Chúng ta thấy Ngài hệ khả, nghe tới đó là biết đường vào. Từ đó Ngài cứ an ổn mà tu, cho tới cuối cùng, một hôm Ngài trình với Tổ Đạt Ma: Bạch Hòa Thượng, hôm nay con sạch hết các duyên. Tổ Đạt Ma bảo: Coi chừng rơi vào không. Ngài liền cãi lại: Con rõ ràng thường biết, làm sao không được? Ngay đó được Tổ ứng chứng: Đơn giản làm sao. Như vậy chỉ có mười mấy lời thành một bài pháp. Sau bao nhiêu lời, nay con sạch hết các duyên, cũng sáu lời. Rồi Tổ bảo: Coi chừng rơi vào không, có mấy tiếng thôi. Ngài nói: Rõ ràng thường biết, làm sao không được. Tổ ứng chứng liền: Bài pháp của ông thầy dạy và bài pháp của người học trò trình, nói nhiều ít, và lời kết thúc được truyền tâm ứng bằng những lời. Ông được như thế, ta cũng như thế, chư vật cũng như thế. Đơn giản làm sao? Ông như thế, tức là ông thấy được như vậy, ta cũng thấy như vậy. Ông với ta giống rồi, Phật cũng vậy. Phật, ông và ta đều thấy đến chỗ tột cùng. Lời của người thầy xác nhận chỗ đến của người học trò, Tổ Đạt Ma. Ngài rất tinh vi, sợ người học trò lầm, nói con dứt hết các duyên. Quý vị hiểu dứt hết các duyên là sao? Căn trần còn dính nhau, mà sáu căn, sáu trần không còn dính nhau, gọi là dứt hết các duyên. Còn ngày nay chúng ta tu thì sao? Dính hết các duyên. Người ta dứt hết các duyên, còn mình thì dính hết các duyên. Mình dính hết các duyên thì ai thọ ký ứng chứng cho mình đây? Các ma vương, phải không? Đó là bạn của tôi. Tôi và các ông được đi cùng một đường. Chừng nào dứt hết các duyên, sáu căn không dính, không kẹt với sáu trần, thì được Tổ ứng chứng. Nói như vậy, Tổ e ngại. E nó nói dứt hết ác duyên, vừa như nhơ, không biết gì hết. Cho nên Tổ nói, coi chừng rơi vào không. Nó không biết gì hết, đó là trật. Ngài Huệ Khả xác nhận, con rõ ràng thường biết, làm sao không được. Chính là rõ ràng thường biết là chứng tỏ rằng đến nơi đó là sống được từ tánh Phật của mình, chứ không phải là không ngơ. Khi không còn bị dính với sáu trần, thì đó là chúng ta sống được với tánh Phật, chứ không phải nghe nó là không biết gì. Khi tâm không còn một tí nghĩ ngợi gì hết, nhưng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, chân vẫn biết đi, và tất cả những gì xung quanh chúng ta đều biết, biết mà không dính, không kẹt, thì đó là không dính các duyên mà rõ ràng thường biết. Việc này hết sức dễ. Cái gì rõ ràng thường biết không phải là cái tham sân si, nó không phải là phải quấy hơn thua, nên nó không tạo nghiệp. Rõ ràng thường biết là không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì làm gì có sinh tử luân hồi. Như vậy, cái rõ ràng thường biết đó là cái gốc của giải thoát sinh tử, chứ đâu phải tới đó là hết, mất mình. Không hết mình mà không có bản ngã, cố chấp, chỉ còn cái rõ ràng thường biết. Trên đường tu, hai thầy trò thông cảm nhau qua câu chuyện rất đơn giản. Ngày nay, chúng ta rảnh, thầy trò ngồi nói chuyện với nhau nửa giờ mà rồi là chẳng có chuyện gì đáng kể. Ngày xưa chỉ từng một câu của người thầy nói, người trò ứng dụng được, liền được giải thoát.
Bài pháp mà Tổ Đạt Ma chỉ cho Tổ Huệ Khả là bài pháp kỳ diệu, phi thường, vừa đơn giản, vừa sâu xa, chỉ tận cội nguồn của sinh tử, cho chúng ta dứt bỏ và tận cội nguồn giải thoát, để chúng ta nhận ra. Tổ Huệ Khả sau khi được ứng chứng thì Ngài đầy đủ tư cách của một vị tổ để giáo hóa sau này. Từ đó truyền mãi cho đến thế kỷ 13, đời nhà Trần, chúng ta chỉ nghe ông cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ chỗ yếu điểm của thiền cho Thái tử Trường Khâm. Thái tử Trường Khâm hỏi Ngài yếu điểm của thiền là gì? Ngài dạy rằng phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quan là soi sáng, tự kỷ là chính mình, tức là soi sáng lại chính mình, đó là bổn phận của người tu thiền. Bất tùng tha đắc là không phải từ bên ngoài mà được. Câu nói đó có phải là cốt tủy từ Tổ Đạt Ma không? Người tu nắm được ý chỉ đó thì thấy hệ thống từ Tổ Đạt Ma cho tới Việt Nam, ai lãnh hội được thì đều thấy ý chỉ đó, không có gì khác. Ngày nay tôi dạy tất cả tăng ni Phật tử tu ngồi thiền chỉ thấy niệm khởi liền buông, hoặc nói nó là vọng tưởng, nếu nó mạnh quá vậy nó rồi bỏ. Như vậy có đúng theo ý chỉ đó không? Làm sao thấy vọng tưởng là phải phản quan, nếu không phản quan thì vọng tưởng những mình chạy. Phản quan là nhìn thấy từng niệm khởi, biết nó là hư ảo, tìm bỏ. Đúng là gốc của Tổ Đạt Ma đã chỉ cho Tổ Huệ Khả. Thực hành như Tổ Huệ Khả, ngay đó buông hết những vọng tưởng. Tới một phút giây nào đó lặng hết thì quý vị sẽ nói sao? Con dứt hết các duyên. Hồi xưa vì không biết manh mối tu nên chúng ta quay quẩn lăng xăng, cầu nơi này tìm nơi kia, đọc bao nhiêu kinh sách cũng không nắm được chính tu. Ngày nay tôi thấy rõ, chỉ cho quý vị thấy tường tận điều đó. Sự tu hành không mất phí nhiều thời gian, chỉ khéo một chút trên đường tu sẽ tiến một cách cụ thể, không còn nghi ngờ. Đó là tôi nói Tổ Đạt Ma với Tổ Huệ Khả. Bây giờ từ Tổ Huệ Khả trở xuống, chúng ta thấy sao? Câu này một người bị bệnh phổi gặp Tổ Huệ Khả: thưa con, tội lỗi nhiều quá nên bệnh hoạn, nhờ thầy dạy con pháp sám hối. Mình bệnh hoạn xin pháp sám hối cho hết tội hết bệnh, đó là hợp lý. Ngài Huệ Khả dạy: đem tội ra ta sám cho. Cái kia là đem tâm ra ta ăn cho. Cái này bảo đem tội ra ta sám cho. Lâu nay chúng ta nói tội, nói nghiệp, chúng ta cũng biết tội ra sao không, nghiệp ra sao không? Không biết. Bây giờ quay lại tìm tội, không thấy tội đâu hết. Ngài trả lời: bạch hòa thượng, con tìm tội không được, không có. Hòa thượng đáp: ta sám hối cho ngươi rồi, rồi cũng được ngộ đạo, thành tổ, tăng sáng. Đến đời thứ 13, Ngài Đạo Tính là một chú sa di mới 14 tuổi, gặp Hòa Thượng, Tổ Tăng Sáng, thưa: bạch Hòa Thượng, dạy cho con pháp tu giải thoát. Câu nói đó rất đạo vị, xin dạy tu giải thoát. Ngài chỉ nói: ai trói buộc ngươi? Sư phản tìm một hồi, nói: con không có ai trói buộc hết. Tổ Tăng Sáng bảo: cầu giải thoát làm gì? Nghe rồi Ngài ngộ đạo, tất cả lời dạy từ trên Tổ Đạt Ma xuống dưới, Ngài Huệ Khả, Tăng Sáng đi một chiều, cụ thể là phản quan lại tìm tâm mình, tìm tội của mình, tìm nghiệp của mình thì tự nhiên mọi cái quan hơn. Vì sao? Vì tâm hơn thua, phải quấy, tốt xấu là tâm tạo thành nghiệp, do tâm đó mà tạo thành tội, từ tội kết thành nghiệp. Muốn tìm tội thì phải quay lại nhìn tâm. Tâm không có thì tội theo đó cũng mất, tội mất thì nghiệp theo đó cũng tiêu, không còn nghiệp nữa, chúng ta tự giải thoát.
Giải thoát nó không xa, mà chỉ vì mình tu hướng về ngoài nhiều, tu cầu Phật gia hộ cho mình được sống lâu, được gặp duyên tốt, cướp chùa to, làm Phật sự cho lớn, mà không chịu quay lại mình, thấy rõ mình. Mà không thấy rõ mình thì trên đường tu làm sao có kết quả. Cho nên tôi nói thẳng, rằng bài pháp này là bài pháp tuyệt vời. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, bài pháp đó vẫn nguyên vẹn. Nó là tinh hoa, là cốt vị của Đức Phật dạy. Chúng ta tu nắm được chỗ tinh hoa đó, thấy được cốt vị của Đức Phật dạy. Chúng ta tu nắm được chỗ tinh hoa đó, thấy được cốt vị đó, thì chúng ta phải nỗ lực, phải quyết tâm để tu có kết quả. Đó là lý thuyết bằng ngôn ngữ. Bây giờ qua hình thức cụ thể, đó là 10 bức tranh trăn trâu. Đó là lối minh họa của các thiền sư thức khéo. Chúng ta chỉ nói lý thuyết, chứ chưa nói minh họa như các hình ảnh đó. Minh họa bước đầu của chú trăn trâu là gì? Đi tìm trâu. Phản quan không phải tìm lại mình sao? Tìm mình, các ngài cụ thể hóa bằng thằng trăn đi tìm trâu. Minh họa này thực tài tình, rồi lần lần thấy dấu. Ban đầu mình tìm lại, coi tâm mình ra sao. Tìm lại thì nó tan biến. Một lát nó hiện lên, như là mình thấy được dấu chân của nó. Từ từ đi tới chỗ giằng co, đánh đập nhau. Rồi thấy ló được cái đuôi đằng sau. Con trâu chưa thấy trọn vẹn, đó là trên đường tu. Có cái hơi khó giải quyết, không biết con trâu là chân lý hay là hư vọng. Quý vị có biết nó là chân lý hay hư vọng? Nó chỉ là giả tướng, nên đến kết thúc nó không còn, nó mất. Tự tìm được nó, thấy được nó rồi, tới chỗ đương cục dây để lôi đầu nó. Ở đây tôi hỏi quý vị, tới chỗ cục dây lôi đầu chưa? Đang cục dây lôi đầu nó hay mình bị nó lôi mình chạy? Đó là chỗ hết sức cụ thể. Từ cột dây lôi đầu tới tự tại, nắm dây mũi dẫn đi thông thả. Quý vị thông thả chưa? Tu lâu quá rồi, đầu bạc trắng rồi, mà còn lắc đầu, chưa nắm dây mũi dẫn đi thông thả. Tới cái gì nữa? Ngồi trên lưng nó mà thổi sáo, vui chơi tự tại. Nó vẫn còn mà mình làm chủ được nó. Vọng tưởng còn nhưng mình làm chủ được nó. Muốn thắng được vọng tưởng, điểm then chốt nhất là phải biết mình có cái chân thật, nhận chân mình có cái thật, thì các thứ giả này mình mới làm chủ nó nổi. Còn không nhận mình có cái thật thì cái giả này nó lôi mình đi luôn, không làm chủ. Khi điều phục nó được, nó chưa hết, nhưng mình vẫn tự tại, vẫn ngồi trên lưng nó thổi sáo tự tại. Rồi đi lần lần tới, con trâu mất, thằng trăn còn. Khi phải quan lại, ban đầu điện vọng tưởng vẫn còn. Biết là lúc đầu thấy nó mà không thắng nó. Lần lần mình thắng nó nhưng chưa điều phục được nó. Từ từ điều phục được nó. Cho có thì có, cho không thì không. Thật ra, chúng ta tu không phải bỏ hết không nghĩ. Chúng ta có nghĩ khi cần, khi không cần thì bỏ qua, không nghĩ. Đó là nói sự tự tại ngồi trên lưng trâu. Đó là sự tự tại nói ngồi trên lưng trâu chơi. Bình thường không có chuyện gì, lúc đó mình không cần nghĩ. Lát nữa đi dạy học, cần phải soạn bài, lúc đó cho phép nghĩ. Nghĩ vậy rồi, ra thì thôi, không thèm nghĩ nữa. Tới giờ ngồi thiền, đó là giờ ngồi thiền. Không phải giờ suy nghĩ, đuổi nó cái một. Tới giờ ngủ, đây là giờ ngủ, không cho nghĩ, đuổi nó cái một. Như vậy tự tại chưa? Vẫn còn nó mà vẫn tự tại, đó là cái khéo tu của mình. Có số người họ nói tôi dạy tu, biết vọng không theo. Biết vọng là cái gì trong này? Là thằng trăn. Vọng là con trâu, không theo nó. Nói như vậy còn có năng sợ, tu không được. Muốn điều phục con trâu mà để con trâu không có người chăn, thì điều phục được không? Giai đoạn đầu phải có trâu, phải có chăn mới điều phục được. Người nói tôi dạy biết vọng không theo. Biết là năng, vọng là sở. Còn năng sở đối đãi, tu không tới đâu.
đó là người ta chỉ thấy phương tiện cho là cứu kính. Khi chinh phục con trâu rồi, tự do làm chủ nó rồi, lần lần nó biến mất. Biến mất nhưng cái thấy, cái chăng, đó vẫn còn. Đó là người ta chỉ thấy phương tiện cho là cứu kính. Khi chinh phục con trâu rồi, tự cho làm chủ nó rồi, lần lần nó biến mất. Biến mất nhưng cái thấy, cái chăng đó vẫn còn. Nó lại ngó chừng mà không thấy. Một thời gian nó không có, không còn nữa, nó làm chi, không còn ngó nữa, thì đâu cần gì phải phản quan, tấu tăng tự tại. Đó là tới lúc này, hết trâu rồi cũng hết chăng. Đó là chỗ cứu kính của nó. Mới vô làm sao tới được chỗ này. Nhiều người tu mà không biết đầu đuôi gốc ngọn, biết chặt hết. Nó cứu kính ở chỗ này không có năng sở, làm sao buổi đầu tu được. Qua khỏi năng sở này, không còn trâu, không còn chân. Đừng tưởng nó là hết, mà phải sao. Đó là chỗ mà tổ Đạt Ma nhất tổ Huệ Khả. Coi chừng, rơi vào không. Ngài tổ Huệ Khả nói, không sao được. Rõ ràng thường biết, tức là chim bay về tổ, lá rụng về cội, trở về cái gốc hằng giác hằng chi của mình, đâu phải là không. Hết sức rõ ràng, khi trở về được cái gốc này, tức là sống hay nhập được với pháp tánh, thể bức sanh bức diệt, không phải chỗ không trước. Ở đây, không phải giống như bên nguyên thủy, nhập niết bàn vĩnh viễn. Ở đây còn phải đến một thứ mười, đó là ông già bụng bự, tay cầm gậy, tay vắt sâu cái chết đi vào xó, nhập được pháp thân, mới tùy duyên ứng hóa độ chúng sanh. Chứ đâu phải tới đó rồi nhập niết bàn vĩnh viễn. Cho nên hai bên khác nhau. Bên nguyên thủy thì nhập niết bàn là vô sanh, không còn sanh trở lại nữa. Bên này đại thừa nhập được pháp tánh hay Phật tánh, thì sau đó pháp thân này tùy duyên mà có ứng thân, có hóa thân để độ chúng sanh. Mà ứng hóa thì phải giống người ta chết. Muốn ứng hiện ở trong loài người thì phải hiện ngoài người. Muốn ứng hiện trong đám cùng dân phải hiện người nghèo. Muốn ứng hiện trong đám cờ bạc, rượu chè thì phải hiện người cờ bạc, rượu chè, vô đó mà giáo hóa. Đó mới là cái diệu dụng của Bồ Tát. Trên đường tu, nắm vững những cái này, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa. Cứ như vậy mà đi, không phải mong cho tới chỗ không còn trâu còn chăn. Rồi an trú ở đó hoài, phải trở về pháp thân của chính mình. Có pháp thân thì sẽ có ứng thân, có hóa thân, tùy duyên chứng hiện hóa độ chúng sanh. Nói như vậy, tôi mới dám khẳng định Đức Phật Thích Ca ra đời là một ứng thân để hóa độ chúng sanh. Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, đó là ứng thân chứ gì? Mà ứng thân của Ngài muốn độ thế gian đầy tất cả tham dục này, thì Ngài ra đời cũng phải có ở trong tham dục như ai. Rồi Ngài thoát ra, mới vậy, chứ còn nói Ngài sanh ra đi trên bảy đó hoa sen, tôi rầu quá. Phật như vậy thì thôi, tôi làm sao tu được. Hồi nào không biết, chứ khi lớn lên, trên bùn đất đâu có đi được trên hoa sen. Những cái đó mình quá tôn trọng, rồi mượn một hình ảnh nào đó, tỏ ra cao quý. Cái đó thì hợp với thời xưa kìa, thời thực tế này thì không được. Phật ứng hóa thì phải như bao nhiêu người đây đã được trở về cội, rồi tại sao còn sách cá chết mang bầu rượu vào xóm? Đó là để nói cái ứng thân bao giờ cũng phải tùy theo nghiệp của chúng sanh ứng hiện như họ để đồng sự hóa. Muốn giáo hóa thì phải đồng sự, giáo hóa mà khác thì không giáo hóa được. Bởi vậy Phật Thái tử Sĩ Đạt Đa mới có gia đình, nên nhìn lịch sử thấy có những mâu thuẫn. Mới ra đời Ngài đã đi trên bảy hoa sen, rồi nói trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Ta hơn hết mà sao lớn lên ta cũng có gia đình, mà có gia đình thì bắt buộc thì đừng có con. Như vậy thì cái gì là hơn? Đó là những cái rất khó xử cho mình. Thực tế nói ứng thân thì phải như vậy. Ứng thân vào đâu thì phải hiện như chúng sanh ở đó, rồi từ từ thức tỉnh. Khi đi thấy cảnh sanh già bệnh chết thì thức tỉnh để thánh thức lẽ thật cho người ta. Chuyện nhanh nhẹn trước mắt mà chúng sinh mê muội, có mặt ra đây phải già,
phải bệnh, phải chết, mà không sớm tìm đường thoát sanh, già, bệnh, chết là ngu si. Thấy được Ngài chỉ dạy giáo hóa cho chúng ta. Rõ ràng, việc gì chúng ta làm, chúng ta phải thấy cho tường tận, hiểu cho rõ ràng thì mới không đi lầm. Còn hiểu không tường tận, biết một cách mơ màng, rồi ai bày đâu làm đó thì tu uổng một đời không tới đâu. Bài thuyết pháp tôi nói nãy giờ là bài thuyết pháp kỳ diệu. Bài thuyết pháp đó mà bao nhiêu người tu hành đã được giác ngộ, đã ra đi khỏi vòng sanh tử. Còn chúng ta bây giờ học nhiều quá, 10 năm, 20 năm mà sao vẫn còn lững thững quanh vẫn trong vòng luân hồi đáng tội nghiệp. Tăng ni Phật tử phải can đảm, phải khẳng định chúng ta có cái thật sẵn là hòn ngọc ở trong túi. Biết mình có hòn ngọc trong túi thì tất cả bụi bặm bên ngoài phải phủ sạch hết để lấy hòn ngọc ra, chứ không bận bịu với các thứ bụi bặm tầm thường đó nữa. Mọi người nghĩ suy là những hạt bụi che mất ánh sáng của mình. Chúng ta lặng, dừng nghĩ suy, chừng nào cần thì cho nghĩ suy 5-3 phút, hết cần thì không màng tới nó nữa. Trên đường tu không phải chỉ trong giờ ngồi thiền, mà giờ đi, đứng, làm công kia, việc nọ, chúng ta vẫn tu. Vừa có dấu miệng vô ích thì buông, làm cái gì biết cái ấy. Đó là dạy chúng ta tu bằng cách không cho những cái lăng xăng đó quấy nhiễu mình, chỉ chăm vào một việc mình đang làm để đánh tan những thứ đó. Đó cũng là tu. Bởi vậy nói, đi là thiền, đứng là thiền, nói đứng đều là thiền pháp là vậy. Không phải chỉ giờ ngồi thiền mới thiền. Nếu ai tu trong bốn ai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, đều thấy rõ buông hết những niệm lăng xăng. Những người đó, quý vị thấy họ có gây sự với ai không? Có phiền não với ai không? Còn nếu có gây sự, có phiền não, người đó có khéo tu không? Bấy nhiêu đó đánh giá đủ rồi. Ai thực tu, ai chưa thực tu, biết tu thì làm sao nhìn lại con trâu mình còn hoang hay không? Không nhìn trâu của xóm giềng, trâu của xóm giềng là của họ, không dính dáng gì đến mình nói chuyện của mình, như vậy là khéo tu. Còn can thiệp việc của người là chưa biết tu. Hôm nay tôi đem hết tinh thần nói cho quý vị thấy tột cùng những chỗ quan trọng của người tu, nhất là tu thiền, để quý vị bớt nghi ngờ và có thể biết rõ trên đường tu giải thoát không xa. Xin hết nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.